Xin chào các bạn cảm thấy như thế nào về tình yêu có tuổi tác cách quá xa nhau? Một người có thể bằng tuổi ông của bạn sánh đôi cùng với bạn, hoặc một cô nàng trẻ trung xinh đẹp quyến rũ người đàn ông già độc thân 60 tuổi bằng cách nào? Bộ phim Kẻ Lập Dị là phim mang chủ đề mà hôm nay Tofu sẽ giới thiệu cho các bạn. Bộ phim nói về Virgil Ullman thẩm định tác phẩm nghệ thuật. Con mắt của ông ấy còn có uy lực hơn cả máy móc tinh xảo. Ông ta rất giỏi. Những thứ mà người khác nghĩ chúng là rác, nhưng thực ra có những bức tranh nổi tiếng được khắc trên tấm gỗ ấy. Tuy ông ta có kỹ năng khó tin, nhưng ông ta hơi thiếu trách nhiệm với công việc. Ông ấy và bạn tốt Billy Whistler có quan hệ hợp tác không hợp pháp. Virgil phụ trách có được quyền bán đấu giá từ trong tay người bán, cố ý nói bản gốc thành bản sao để hạ giá bán xuống. Tiếp theo, Billy Whistler ra mặt mua lại bức tranh rồi giao cho Virgil. Như vậy, họ có thể đã mua được bức tranh quý giá mà mình muốn với cái giá cực thấp. Và thế là ông ấy đã có danh tiếng, địa vị và tài sản. Người giàu bao giờ cũng có một vài sở thích kỳ lạ. Virgil chưa bao giờ chạm vào thứ người khác từng chạm vào. Lúc nào ông ấy cũng đeo găng tay, ăn cơm cũng đeo. Ngoài ra cả đời ông ta chưa bao giờ yêu ai. Ông ấy có một căn phòng chứa đầy vật quý là tranh vẽ các cô gái xinh đẹp. Đây là thứ quý giá nhất của Virgil. Hôm đó Virgil nhận được cuộc điện thoại của cô gái bí ẩn tên là Claire. Cô ấy nói là mình có rất nhiều đồ vật quý do bố mẹ để lại, hy vọng có thể nhờ Virgil thẩm định giúp cô. Virgil đến căn nhà này, sau khi đợi 40 phút trong cơn mưa lớn, ông ấy mới ý thức được là mình đã bị cho leo cây. Với sự kiên nhẫn của Virgil, nhìn chung không đến mức không tìm được bạn gái. Ngày hôm sau, Claire lại gọi điện thoại đến. Virgil giận dữ cúp máy, nhưng Claire liên tục gọi đến, giải thích cô ta lỡ hẹn vì cô ta bị thương. Vậy là Virgil miễn cưỡng đồng ý đi thêm một chuyến nữa. Lần này người tiếp đãi Virgil là người giúp việc. Ông ta nói đêm qua Claire bị sốt. Virgil thấy mình lại bị cho leo cây nên quay người đi về. Nhưng người giúp việc mời ông ta xem đồ dùng trong căn nhà này trước, còn nói thực ra bản thân cũng chưa nhìn thấy Claire trông như thế nào. Sự tò mò thôi thúc Virgil đi vào trong căn nhà. Ở dưới tầng hầm, ông ấy nhặt được một cái bánh răng bị gỉ. Trực giác nói với ông đây là một vật có tuổi thọ lâu đời. Thế là ông ấy cầm nó đi cho Robert phục chế thẩm định. Lần thứ ba Claire hẹn gặp Virgil là để ký hợp đồng. Virgil lại bị cho leo cây. Virgil 60 tuổi muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, nhưng lại bị một cô gái 20 tuổi liên tiếp cho leo cây. Chuyện này làm ông ấy cực kỳ tức giận. Đúng lúc Virgil sắp đi về, ông ta lại phát hiện ra bánh răng. Lúc này Claire gọi điện thoại đến, nói là sau khi ký xong cô ấy sẽ gửi hợp đồng cho ông. Trùng hợp là có một công nhân không cẩn thận làm rơi cái thang, mà trong điện thoại cũng có âm thanh như vậy. Điều này chứng tỏ Claire đang ở trong căn phòng này, cô ấy chỉ trốn tránh, không muốn xuất hiện. Virgil điên cuồng hỏi, đầu dây bên kia không có ai trả lời, không có được sẽ thấy bồn chồn, đặc biệt là kiểu đàn ông có tiền có địa vị giống như Virgil khi bị trêu đùa. Theo lý mà nói, ông ấy sẽ không bị người khác cho leo cây, nhưng bây giờ chuyện này xảy ra tận 3 lần, chuyện này đã làm ông cực kỳ tò mò. Ông ấy đến quán cà phê đối diện của nhà Claire, quan sát mọi hành động của căn nhà. Đúng lúc ông ấy nhìn thấy người giúp việc mua đồ về, rất rõ ràng là Claire luôn ở nhà. Ở một nơi khác, Robert đã sửa phục chế xong bánh răng kia, anh ta phát hiện đây là vật quý giá. Dưới sự cám dỗ của sự tò mò và đồ cổ, Virgil đi vào nhà. Đúng lúc này, Claire cũng gọi điện thoại đến hẹn gặp ông ta và nói ra sự thật. Thực ra Claire mắc một loại bệnh lạ, tên là chứng sợ không gian rộng. Cô ta rất sợ giao tiếp với người khác, lần nào có người đến nhà cô ta cũng trốn đi. Virgil cảm thấy cô gái đó đang lừa mình, trên thế giới này làm gì có loại bệnh như vậy. Nhưng Claire đưa ra một câu hỏi khó khăn, vậy tại sao ông không chạm vào vật người khác từng chạm vào? Ông có thể mắc bệnh lạ, người khác lại không thể, đúng là áp đặt. Vì ký hợp đồng không cần giấy tờ chứng minh bản thân, Claire đưa cho ông ta một sổ hộ chiếu đã quá hạn rất lâu. Lúc đó Claire vẫn là một đứa trẻ. Lúc này Virgil phát hiện trên tường có một cái lỗ nhỏ. Claire đang nhìn ông ta qua cái lỗ này. Virgil vẫn đang đắc ý vì phong cách của mình. Không ngờ Claire lại nói ông ta xấu xa vì ông ta nhuộm tóc. Virgil tức giận đến mức ném hợp đồng đi và đi về. Nhưng ngày hôm sau, Virgil vẫn ngoan ngoãn tẩy màu nhuộm trên tóc đi. Claire cũng gọi điện đến xin lỗi. Cãi nhau xong, hai người họ lại làm lành. Virgil cảm thấy đây rất giống tình yêu. Hôm đó, sau khi kiểm kê đồ cổ, Virgil trốn sau bức tượng, giả vờ là đã đi rồi. Quả nhiên Claire mắc lừa và đi ra. Cuối cùng Virgil cũng nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn này. Cô ta hoàn hảo thế mà khiến Virgil rung động như vậy. Cô gái 20 tuổi bày mưu tính kế quyến rũ một ông già, thành công khiến ông già có hứng thú với mình và yêu cô ta. Tình cảm của hai người tiếp tục phát triển. Claire bắt đầu mở lòng với Virgil. Cô ta nhắc đến chuyện cũ khi còn nhỏ. Cô nhắc đến một nhà hàng tên là Ngày và Đêm. Đó là nơi duy nhất trên thế giới khiến cô ấy vui vẻ. Nhưng có một lần cả hai giận nhau, Virgil trốn sau bức tượng. Ông ấy không cẩn thận đã để Claire phát hiện ra. Cô ấy rất tức giận đuổi Virgil đi. Virgil xuống đến cầu thang vẫn quay lại nhìn xem Claire có muốn níu kéo mình. Claire cuối cùng cũng chạy ra gặp ông. Xin Virgil đừng đi. Virgil nhân cơ hội này tỏ tình. Hai người chính thức xác định mối quan hệ. Từ đó về sau, Virgil chọn quần áo và mỹ phẩm cho Claire.
dạy cô ấy cách hòa nhập với xã hội. Virgil còn chuẩn bị những kim cương để cầu hôn Claire. Niềm vui mừng và hồi hộp chưa đến đâu, Virgil nghe tin Claire mất tích. Ông đi tìm khắp nơi, bỏ luôn cả buổi bán đấu giá. Người giúp việc của Claire nghĩ đến, trong căn nhà này còn có một gác xếp bí mật. Quả nhiên Claire run lẩy bẩy trốn ở trong đó. Virgil đau lòng ôm lấy cô ấy, nói rằng sẽ không bao giờ rời xa cô ấy nữa. Đêm hôm đó, hai người ngủ cùng nhau. Buổi tối ngày hôm sau, có một nhóm người đàn ông xông ra, đánh Virgil một trận như tử. Một ông già không thể nào đánh lại một đám người. Claire nhìn thấy qua cửa sổ, cô ấy hoảng sợ chạy xuống, đưa Virgil đến bệnh viện. Ông ấy nhìn Claire cười vui vẻ. Claire đã hết chứng sợ không gian rộng vì ông ấy. Sau khi vết thương lành lại, Virgil đưa Claire đến sống ở nhà mình, cho cô ấy xem căn phòng tranh quý giá. Hai người đã hứa với nhau, khi Virgil làm xong buổi bán đấu giá này, họ sẽ cùng tận hưởng cuộc sống bên nhau. Buổi bán đấu giá cuối cùng kết thúc, bạn hợp tác Billy Whistler nói với giọng điệu bí ẩn là muốn tặng Virgil một món quà. Nhưng khi Virgil về đến nhà, lại một lần nữa không nhìn thấy Claire. Trên bức tường treo đầy tranh vẽ, bây giờ cũng không còn gì. Chính Claire đã lấy hết tranh của ông ấy đi, chỉ còn lại bức tranh có chữ ký của Billy Whistler. Thì ra, đây chính là món quà mà Billy Whistler nói đến. Billy Whistler, Claire, Robert đã hợp tác hoàn thành vụ lừa đảo này. Đoạn kết của câu chuyện, Virgil đến nhà hàng Claire nhắc đến. Đây chỉ là câu chuyện Claire dùng để lừa ông ấy, nhưng Virgil lại tin. Nhà thẩm định đẳng cấp nhất này dùng hết bộ sưu tập quý giá cả đời để đổi lấy một tình yêu giả dối. Ông ấy có thể nhìn thấy sự thật giả của đồ cổ chỉ trong chớp mắt, nhưng lại không kiểm định được sự thật giả của tình yêu. Có thể Virgil sẽ suy sụp vì để mất bộ sưu tập cả đời, nhưng những thứ đó vốn dĩ không hợp pháp. Từ lúc bắt đầu bộ phim, chúng ta đã biết trước là những thứ đó sẽ mất đi, kể cả chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác này. Khi người đã từng yêu nhặt những mảnh vỡ tình yêu đó lên, sẽ cảm thấy đời vẫn tươi đẹp, vẫn tin tưởng vào tình yêu. Nhưng đây chính là điều tàn nhẫn cho những người mới bước vào tình yêu như Virgil, và cũng là một câu đố trong tình yêu không thể tránh được, cho dù lựa chọn thế nào cũng không phải sai lầm. Vậy đáp án của bạn là gì? Sợ yêu thêm lần nữa hay vứt bỏ liêm sĩ mà vui vẻ tin tưởng tình yêu? Review phim lần này đến đây là hết. Theo dõi TOEFL để biết thêm nhiều bộ phim hấp dẫn nhé. Hi, fan của TOEFL. Hiện tại team TOEFL mình đang thiếu nhân sự nên không thể sản xuất được nhiều phim cho các bạn xem. Các bạn hãy đón xem phim mới vào khung giờ từ 17 cho tới 21 giờ. Vào các khung giờ khác thì team mình sẽ re-up lại cho fan mới. Mong các bạn thông cảm. Các bạn nhớ like, share và follow trang của TOEFL để ủng hộ team mình nha.